Lan thân mến, kính chào quý khán thính giả. Đây là chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài do cha Phaolô Trần Đức Hùng linh hướng, gồm có thơ và nhạc công giáo, do chị Uyển Nguyện và Mỹ Lan thực hiện trên làn sóng DirecTV 2076 và Galaxy 19 trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ vào ngày thứ Bảy và ngày thứ Hai từ lúc 5:30 sáng, và giờ miền Đông sẽ là 8:30 sáng, và đài Vietfest TV 57.2 ngày thứ Ba lúc 5:30 sáng, đài STV 54.4 ngày thứ Ba lúc 9:00 sáng cho đến 9:30 sáng, và ngày thứ Năm từ 9:00 sáng cho đến 9:30 sáng. Ước mong quý vị đón xem và giới thiệu cho mọi người cùng xem. Mọi góp ý và bảo trợ cho chương trình xin liên lạc về Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài với PO Box 2472, thành phố Garden Grove, California 92842, hoặc điện thoại 714-230-9443, 230-9443. Vâng, trước hết thì Mỹ Lan xin thân mến chào chị Uyển Nguyện. Chào Mỹ Lan, chào quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, chị Uyển Nguyện là một thành viên cũng như là một quản gia của gia đình Bác Ái Phaolô, mà vừa qua chị có thể nói sơ qua là vừa qua chúng ta có một cái chương trình Cho đời nở lòng lần thứ 19 rất là thành công. Chị có thể chia sẻ cái niềm vui đó cùng với các khán giả được không ạ? Thưa quý vị khán thính giả, vừa rồi ngày 10 tháng 4 là gia đình Bác Ái Phaolô có một cái chương trình gây quỹ gọi là Cho đời nở lộc kỳ thứ 19. Rất là đông đảo. Nhưng tiền đây, Uyển Nguyện xin thay mặt gia đình Bác Ái Phaolô cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần đã bỏ thì giờ đến với gia đình Bác Ái Phaolô trong bữa tiệc Cho đời nở lộc. Tất cả quý vị khán thính giả đã bỏ thì giờ tới đó là đã đem tới một niềm vui, một tình thương, một cái sự chia sẻ cho những người kém may mắn ở bên quê nhà. Gia đình Bác Ái Phaolô nếu không được sự hưởng ứng của quý vị khán thính giả, của hội viên xa gần, của quý vị ân nhân, của tất cả những ca nghệ sĩ, thì gia đình Bác Ái Phaolô không thể nào thực hiện được như vậy. Tất cả mọi đóng góp đó xin ơn trên phù hộ và trả công bồi hậu cho quý vị hôm nay và mãi mãi. Vâng, đúng như vậy, kính thưa quý vị, Mỹ Lan và bé Anh Chí cũng đã có mặt trong chương trình Cho đời nở lòng. Rất là vui, đồng hương mình đến rất là đông, và đặc biệt cũng có các anh chị thiện nguyện viên cũng như là thành viên, hội viên của gia đình Bác Ái Phaolô. Quý vị nào mà ở xa, tại vì Mỹ Lan được biết rằng là khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ đều có thành viên của gia đình Bác Ái Phaolô. Như vậy thì quý vị nào mà muốn trở thành là thành viên của gia đình Bác Ái Phaolô, hãy liên lạc về cho gia đình Bác Ái Phaolô với số điện thoại là 714-230-9443 để chúng ta có một bàn tay để cho những chương trình từ thiện Bác Ái mà gia đình Bác Ái Phaolô đã trong suốt nhiều năm qua vẫn đang tiếp tục và với lòng thương yêu quý mến của các vị mạnh thường quân nữa, phải không chị Mỹ Uyển Nguyện? Vâng, thưa chị Uyển Nguyện, như vậy thì trở lại với chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài, nếu đến tình yêu của Thiên Chúa thì nó bao la, nó thênh thang, nó luôn luôn nó rộng mở đến với chúng ta. Thì dĩ nhiên Mỹ Lan biết rằng là tất cả mọi người đều không ít thì nhiều, không nhiều thì ít, có rất là nhiều hồng ân của Chúa ban cho. Riêng chị thì sao? Chị có bao giờ chị nhận được những cái ơn nào đặc biệt có thể chia sẻ với khán thính giả của chúng ta không thưa chị? Thưa quý vị khán thính giả, Uyển Nguyện trong cuộc đời thì cảm thấy Chúa cho mình thật nhiều ơn lạ mà mình nhiều khi mình không có thể tưởng tượng được. Tự nhiên nhìn lại thì rất là tạ ơn Chúa. Vì vậy Uyển Nguyện không biết lấy cái gì để tạ ơn Chúa. Tất cả những cái gì mà được lãnh nhận nơi Chúa thì bây giờ không biết trả lại cho Chúa bằng cách nào. Vì vậy Uyển Nguyện trả lại cho Chúa bằng cách là đi đến với tất cả những người nghèo khó, những người kém may mắn. Đó là những cái chi thể của Chúa. Vì chính Chúa nói làm gì cho người nhỏ bé nhất là làm cái chính Chúa, thì trả lại cho Chúa bằng cách là đến với tất cả những người nghèo khó. Trong cuộc đời thì có nhiều ơn lạ lắm. Nếu kể ra thì nơi đây thì cũng vẫn gọn thôi. Nếu quý vị khán thính giả cho phép thì Uyển Nguyện sẽ kể cái câu chuyện này, chắc có lẽ cũng không có là giống như là
nó đi ăn khớp với cái bài thơ mà mình sẽ trình bày. Tại Mỹ Lan hỏi bất ngờ thì mình cũng xin kể một cái câu chuyện. Trước nhất là Nguyễn kể một cái bình tình mà Uyển Nguyễn đã mang 17 năm mà Chúa làm phép lạ, mẹ làm phép lạ giống như một cách nhãn tiền. Mỗi cái việc mà Uyển Nguyễn nhận được thì Uyển Nguyễn ghi nhớ và nhiều khi muốn chia sẻ lên để mà cùng những ai mà cùng chia sẻ với mình thì để góp phần mình để tạ ơn Chúa giúp cho mình, nhưng mà nhiều khi cũng ngại ngùng chưa bao giờ nói lên giữa đám đông. Đó là Uyển Nguyễn. Khi mà Uyển Nguyễn sinh được cái đứa con thứ ba là khi đó Uyển Nguyễn mới được 30 tuổi. 30 tuổi thôi. Vâng. Thì Uyển Nguyễn bị giống như là trong nhà cũng có chuyện buồn đó. Nói chung là hồi đó thì ông xã thì cũng là sĩ quan, cũng mà trẻ tuổi nên cũng có nhiều cái bay bướm. Là đào hoa đó phải không? Đào hoa phong nhã. Đào hoa là gì? Dạ vâng. Thì từ đó Uyển Nguyễn rất là hiền, và khi mà mình biết được cả một cái câu chuyện mà làm cho mình đau khổ thì Uyển Nguyễn mới mới sinh ra bệnh. Uyển Nguyễn sinh cái đứa con đó thì Uyển Nguyễn bị gọi là máu sặn hậu. Máu sặn hậu. Người đàn bà mình đó, dễ bị lắm. Bị máu sặn hậu. Và khi đó Uyển Nguyễn là tưởng đâu là chết rồi. Từ khi mà Uyển Nguyễn nằm trên mới sinh được 15 ngày thì cái câu chuyện đó giống như mình nó đến với mình á, thì Uyển Nguyễn nằm trên giường bệnh, nằm giường sinh mà nó chưa khỏe được người, tại vì trước đó đã buồn phiền rồi, thì tự nhiên Uyển Nguyễn bị cái máu sặn hậu, cũng chưa bao giờ biết máu sặn hậu là cái gì, nhưng mà qua đó sau này ông thầy ông nói cho mình biết, tự nhiên Uyển Nguyễn thấy hai cái ngón chân cái á, nó tự nhiên nó tê từ hai cái ngón chân cái, giống như là ai bỏ cái nước đá vô đó, nó không có chạy được mà nó cứng lại, mà nó tê tê, nó chạy, cái tê đó nó chạy lên từ từ, nó lên tới từ lan ra cả bàn chân, rồi nó lên từ từ. Thì Uyển Nguyễn khi đó Uyển Nguyễn rất là tỉnh, Uyển Nguyễn nói Chúa ơi, nếu như vậy mà chắc cái tê này mà nó lên chắc tới cái ngực á, cho nó tê liệt đó, vậy đó, mà nó lên tới cái ngực á là tất nhiên là cái tim mình nó đứng rồi, nó không có bóp được thì mình sẽ chết. Thì khi đó Uyển Nguyễn tưởng tượng là chắc chắn là nó lên từ từ. Thì Uyển Nguyễn trong tâm trí thì Uyển Nguyễn rất là tịnh, nhưng mà cái miệng nói thì không được nữa. Nguyễn cứ nói là Jesus Maria Jose, mà Nguyễn nói lắp bắp thôi. Jesus Maria Jose, xin cứu con. Nhưng mà Nguyễn không nói được như vậy, mà Nguyễn lắp bắp. Mà trong đầu thì Nguyễn chỉ là xin Chúa cho con được sống để con nuôi con. Còn tất cả mọi sự con coi như là không có. Nói như vậy, cứ tha thiết cầu xin với Chúa như vậy. Thì khi đó cái tê đó nó lên tới ngang cái bụng, ngang cái lỗ rỗng. Nó lên tới đây thì nói mình sắp chết rồi, là mình lắp bắp càng hơn nữa thì tự nhiên nó xuống lại, cái tê đó nó chạy xuống. Coi như mọi sự mình cứ phó thác mình cầu nguyện. Mà tự nhiên nó không lên, nó lên là mình chết rồi, cái nó xuống, nó cái tê đó nó chạy ngược trở lại. Kỳ diệu. Nó là rất là kỳ diệu mà cái này nhãn tiền như vậy. Xong từ đó thì khi đó ông xã ông Chúa cho mình khỏe mạnh trở lại. Chúa cho. Mà sau đó thì Uyển Nguyễn bị là ho ra máu, tại vì cái hậu quả của hậu sản cái người phụ nữ mà khi mà sanh nở rất là quan trọng. Tâm trạng mình buồn quá mình cũng dễ bị hậu sản lắm. Thì gọi là hậu sản đó. Thì sau đó Uyển Nguyễn cứ ho ra máu, mà mỗi lần mà Uyển Nguyễn mệt một cái là tự nhiên Uyển Nguyễn nằm xuống nghỉ một cái thì cái gì mà nó chạy từ bụng nó chạy lên đây là ho, là ói ra cục máu. Mà cứ như vậy mà đi bệnh viện Đức á, hồi ở Đà Nẵng có bệnh viện Đức là ở ngoài Tàu đó, đưa ra ngoài đó khám xét rồi đi bệnh viện đủ thứ bệnh viện để lấy cái máu đó để coi thử có cái vi trùng nào, thì không phải là lao. Nhưng mà cứ như vậy, cái đó em nghĩ là hậu sản. Mà mình phải nằm thôi, mình phải ngồi, cho mình nằm xuống cái nó lên. Mà một ngày mấy lần như vậy mà 17 năm. Thì khi
ông chồng thì đi sau 75 thì ông chồng đi cải tạo, thì ở nhà nào là nuôi 4 đứa con, nào phải dành dùm tiền để đi thăm nuôi, nào là phải có cái tiền để uống thuốc, thì mất cái tiền để đi thăm nuôi, mất cái phần để lo cho con cái. Quá cực khổ thì luôn. Quá là cực. Thì cái đó Uyển Nguyễn mới một cái năm đó là năm thứ 17 là bị ra như vậy. Thì khi đó là Uyển Nguyễn mới cái đến bữa đó Uyển Nguyễn mới tới đài Đức Mẹ là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở đường Kỳ Đồng á, ở dòng chủ thế á. Khu gần nhà em đó, em ở đó đó. Uyển Nguyễn tới đó, Uyển Nguyễn mới nói lại mẹ, kể từ hôm nay là con phó thác cho mẹ, con không uống thuốc nữa, để con để cái tiền đó con đi thăm nuôi chồng con, để nuôi con, tại vì con uống mà cũng không lành, mà con mất hết cái số tiền đó. Còn con tin rằng nếu mẹ muốn thì mẹ chữa cho con lành, còn nếu mẹ không muốn thì con phải mang bệnh suốt đời, thì con cũng bằng lòng cho con. Vì con đã uống lâu năm rồi mà con vẫn không lành bệnh. 17 năm thì rồi. Đó, thì Uyển Nguyễn cầu nguyện như vậy và phó thác cho mẹ. Sau đó 3 tháng liền Uyển Nguyễn không uống thuốc, nhất khoát không uống thuốc vì theo cái lời mình cầu xin không uống thuốc. Rồi một đêm đó tự nhiên Uyển Nguyễn đang nằm ngủ thì Uyển Nguyễn mơ thấy Đức Mẹ ở trên cái hang đá mà mình đã từng cầu nguyện đó, thấy Đức Mẹ đứng trên hang đá, nhưng mà vẫn là cái tượng, không phải là người thật. Nhưng mà nghe tiếng thì tiếng mẹ nói hay vậy, mẹ nói cầu với mẹ đi một lần thứ nhất, rồi lần thứ hai nói cầu với mẹ đi, rồi lần thứ ba nữa cầu với mẹ đi. Mà trong khi nghe 3 lần nói như vậy thì hoa hồng trắng ở trên trời rớt 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 xuống, mà từng cái hoa thôi, từng cái hoa này rớt 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 xuống. Thì Uyển Nguyễn mới tỉnh dậy một cái, thì Uyển Nguyễn mới mừng quá nói ô quỳ dậy liền đọc kinh, nói mẹ ơi, Uyển Nguyễn có cái tượng mẹ mà Uyển Nguyễn giữ 50 năm rồi. Uyển Nguyễn mới nói mẹ ơi, con cảm ơn mẹ, con biết mẹ đã nhầm lời con nên con tạ ơn mẹ quá. Quá là nhiệm màu. Trước cái lần một chuỗi mừng côi xong nằm xuống ngủ lại để ngày mai con đi buôn bán kiếm tiền nuôi con, tin tưởng rồi tạ ơn mẹ mừng quá. Xong ngày mai thì cũng đi buôn bán, ngày mốt cũng đi buôn bán. Thì bữa hôm đó cái tự nhiên cái đi thôi đi bộ, mình đi bộ tới dòng chỗ có thể để quỳ nơi cái chỗ mà mình đã khẩn á, để xin mẹ tạ ơn mẹ. Cũng chưa nói là tạ ơn, để xin mẹ là để mình ngày hôm nay mình đi là buôn bán có tiền nuôi con thôi. Thì tự nhiên cái cứ nhìn lên mẹ mà lần cho đến sau một chuỗi thì vừa nhìn xuống một cái chào mẹ để đi về, thì thấy một chậu hoa hồng trắng, mà ở Việt Nam thì hoa hồng trắng rất là hiếm, mà Uyển Nguyễn chưa bao giờ thấy luôn. Thì Uyển Nguyễn mới nhớ lại cái giấc mơ, thì mình thấy hoa hồng trắng ở trên trời rơi xuống, mà đây thì có chậu hoa hồng trắng mà có nở được cái hai cái hoa thôi. Thì Uyển Nguyễn mới nói mẹ ơi, con thấy hoa hồng trắng trên trời rơi xuống mà bây giờ đây có một chậu hoa hồng trắng mà có hai cái, mà con tin rằng là mẹ ban cho con rồi đây. Thì bây giờ con tin mẹ lắm. Thì Uyển Nguyễn mới sợ cha ở trong kia ra thì la sao, mẹ ơi con xin mẹ một cái, giống như xin mẹ nhưng mà đối với cha là mình đã cắp ra. Nguyễn hái một cái Nguyễn bỏ vào trong giỏ, nói cái này con về là Nguyễn cũng không nói cho con cái biết, sợ nó nghĩ là mình là dị đoán. Đúng thì rồi, nó mất lòng mẹ đoán. Thì Nguyễn không nói cho hết, Nguyễn lấy cái hoa hồng trắng đó Nguyễn bỏ vào trong cái ấm. Nguyễn cứ nấu sôi, Nguyễn uống mấy ngày liên tiếp, uống cho tới khi nào mà cái hoa hồng trắng nó tan biến rồi không có ở trong cái ấm nước nữa, Nguyễn cứ bỏ nước vô nấu nước sôi uống. Sau đó thì Uyển Nguyễn không còn ho ra máu nữa, mà cho tới bây giờ không bao giờ, mấy chục năm hết bệnh luôn, không bao giờ trở lại căn bệnh đó, mà lành liền tại khi mà Uyển Nguyễn uống cái hoa đó. Đó là Nguyễn không bao giờ quên được. Em nghĩ là cái đó là một cái ơn thật là lớn. Coi như là mẹ đã, giống như thường thường trong kinh Hòa Bình có nói đó chị, là bảo rằng là một người chúng ta là một cái công cụ trong tình yêu. Chúa dùng chúng ta để làm những cái chuyện gì đó theo thánh ý của Ngài. Thật ra đó là lý do mà ngày hôm nay chúng ta mới hiểu được rằng là từ đó mà chị Uyển Nguyễn đã là một ở trong gia đình bà Apollo trong suốt từ lúc mà 12 vị tuyên khởi cho tới sang tới tại hải ngoại và kéo dài cho tới bây giờ. Vâng, tạ ơn Chúa.
Vâng, cho tôi quý vị, như vậy thì chúng ta hãy tạ ơn Chúa. Và đối với em rằng là không có gì quý báu bằng chúng ta cầu xin Chúa hai chữ bình an. Ai cũng cầu hai chữ bình an, là mọi sự phó thác vào trong tay Chúa. Vâng, bây giờ chúng ta hãy gửi đến cho quý khán giả một lời cảm tạ Chúa qua một bài thơ của chị Uyển Nguyễn nha quý vị. Lời của bình an, mời quý vị cùng lắng nghe. Bình an ôi thật khó tìm, đuổi bắt không kịp, kiếm tìm không ra. Bình an cứ ngủ đâu xa, không không, ta không ở xa lòng người. Bình an phải đổi tiếng cười, dẫu đời ngang trái, ai người gây ra. Bình an không ai cho ta, gắn công kiến tạo cho ra an bình. Bình an phải đổi chính mình, quên đi bao nỗi lấy tình cho đi. Bình an như cuộc luyện thi, vượt qua gian khổ điều chi cũng thành. Chúa ơi, Chúa vẫn chúc lành, mỗi khi gặp gỡ đồng hành muôn sinh. Thuyền xưa sóng gió lênh đênh, Chúa kêu một tiếng biển thinh lặng liền. Bao năm con vẫn trung kiên, vượt qua dông tố bình yên chưa về. Lòng con còn quá nặng nề, không vươn lên nổi chưa hề bình yên. Chúa ơi, cho con ơn thiên, mỗi lần yếu đuối ngã nghiêng vươn mình. Cậy nhờ ơn Chúa Thánh Linh, quyết tâm tìm được an bình con mong. Vâng, bài thơ thật là an bình, đúng là lời của bình an. Khi mà nghe qua bài thơ này, chúng ta cảm thấy nhận được một cái ơn bình an mà Chúa ban xuống cho chúng ta. Mong rằng ơn bình an của Chúa cũng gửi đến cho tất cả mọi người khán thính giả đang theo dõi chương trình Con Đường Tình Yêu Kính Dâng Lên Ngài ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, một lần nữa thì xin được cũng cảm ơn tất cả các vị mạnh thường quân, các vị ân nhân đã bảo trợ cho chương trình này trong suốt thời gian qua. Mời quý vị hãy đến ủng hộ cho những mạnh thường quân của chúng tôi để chương trình Con Đường Tình Yêu vẫn tiếp tục trên làn sóng này hàng tuần nha quý vị. Được bảo trợ bởi chợ Tam Biên. Chợ Tam Biên là một cơ sở với tất cả những đồ ăn fast food thật là ngon miệng, heo, bò, gà, dê, vân vân. Số điện thoại 714-548-4993. Và Select Graphic and Printing, với những quý vị nào có những cần thiết, có những nhu cầu về in ấn hay là design, hãy gọi đến cho cô Kim Lê với số điện thoại là 714-553-6392. Và chương trình cũng được bảo trợ bởi công ty Wonder Earth, là một công ty với những sản phẩm dược thảo tuyệt hảo, được điều hành bởi bác sĩ Nguyễn Quang Hiền với số điện thoại là 714-539-9777. Nhà hàng Vĩ Dạ đặc biệt với các món ăn Huế. Quý vị thích ăn những món ăn Huế, xin đến với nhà hàng Vĩ Dạ với số điện thoại 714-531-2905, 531-2905. Chương trình cũng được bảo trợ bởi Broda Restaurant. Broda Restaurant nổi tiếng với nem nướng, nổi tiếng rất nem nướng cũng như là các món ăn rất là đặc biệt. Quý vị hãy đến với nhà hàng Broda với số điện thoại 714-530-1744, 714-530-1744. Và kế tiếp là nhà hàng Vân. Kính thưa quý vị, nhà hàng Vân đặc biệt với bánh xèo. Nhớ tới bánh xèo, hãy nhớ đến nhà hàng Vân. Và đặc biệt, nhà hàng Vân chuyên sản xuất các loại bánh, bánh tét, bánh giò, bánh chưng, bánh ít, bánh gai. Quý vị muốn order đặt những chuyên sản xuất những các loại bánh này, hãy gọi đến cho nhà hàng Vân 714-530-6858, 714-530-4551. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Và chương trình được bảo trợ bởi Hội Từ Thiện Trương Bửu Diệp. Hội Từ Thiện Trương Bửu Diệp mới được thành lập với được tọa lạc trên đường McFadden với số điện thoại là 657-231-6004, 310-634-5961. Mọi chi tiết xin liên lạc về Hội Từ Thiện Cha Trương Bửu Diệp.
công ty dược thảo TN American Herb với bác sĩ Thomas Trọng Võ, với những sản phẩm dược thảo giúp cho sức khỏe cũng như là đời sống chúng ta tốt đẹp hơn, ngăn ngừa cũng như là điều trị các chứng bệnh nan y. Hãy liên lạc đến bác sĩ Thomas Trọng Võ, TN American Herbs, với số điện thoại 714-531-2020 hoặc là 714-720-4958. Số điện thoại miễn phí 1-888-811-1133. Và văn phòng của bác sĩ Thomas Trọng Võ tọa lạc tại 15361 Brooker Street, Suite 104, thành phố Westminster, California 92683. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe, hãy cùng thưởng thức một bài nhạc thánh ca trong chương trình Con đường tình yêu ngày hôm nay mà chị Uyển Nguyệt đã gửi đến cho quý vị khán thính giả. Đó là bài thánh ca với tựa đề là Đôi Khi. Thế chị, tại sao gọi là đôi khi? Đôi khi có ý nghĩa gì trong bài hát thánh ca này? Thưa quý vị khán giả, đôi khi có khi là cũng là mình phải đổi lấy, cũng giống như là trong cái bài thơ là lời của An Bình đó, mình phải đổi lấy cái gì mà mình nhiều khi mình không thích nhưng mà mình đổi lấy để thì mình được cái điều tốt hơn. Chẳng hạn như mình phải hy sinh, hay hoặc là thay vì mình không có thích cái người đó nhưng mà mình lại đem an bình cho cái người đó, mình nói lời yêu thương với người đó thì mình lại được an bình. Đúng rồi, như Chúa nói là nếu mà chúng con mà có những điều mà hiểu lầm với ai thì chúng ta phải đến làm lành với người đó ngay, đem tình yêu của Chúa chan hòa thì trong tâm hồn cũng chúng ta sẽ được bình an. Vâng, cảm ơn quý vị thưởng thức bài thánh ca Đôi Khi.
do mình có bao nhiêu, có đôi khi cách xa một lần chợt hiểu ra tình là vương vấn. Đôi khi tuổi nào qua đi mới nhận thấy thời giờ thật quý, và niềm vui đến đông thật đầy là từ khi đã qua sầu cay. Vâng, kính thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Con Đường Tình Yêu, kính dâng lên Ngài cùng với Mỹ Lan và chị Uyển Nguyệt thuộc gia đình bác ái Phaolô. Vâng, một lần nữa mời quý vị hãy đón xem và giới thiệu cho mọi người cùng xem chương trình này vào hàng tuần trên DirecTV 2076 và Galaxy 19 trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ vào ngày thứ Bảy và ngày thứ Hai lúc 5:30 sáng giờ tại miền Nam, California giờ miền Đông sẽ là 8:30 sáng, và tại đài Vietfest TV 57.2 lúc 5:30 sáng vào ngày thứ Ba, và đài STV 54.4 ngày thứ Ba lúc 9:00 sáng, và ngày thứ Năm cũng vào lúc 9:00 sáng. Mọi góp ý và bảo trợ cho chương trình, xin quý vị hãy gửi thư về PO Box 2472 Garden Grove, California 92842, hoặc là gọi điện thoại 714-230-9443, 230-9443. Vâng, thưa chị Nguyễn Nguyễn, rất là vui trong chương trình ngày hôm nay được chị chia sẻ những cái ơn, những cái hồng ân mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua lời cầu bầu của mẹ Maria. Vâng, trước khi chúng ta chia tay, xin chị như thường lệ chúng ta gửi đến lời nguyện sau cùng ạ. Lạy Chúa, bình an là món quà quý giá Chúa luôn muốn ban tặng cho mọi người. Nhưng ở giữa trần gian này còn quá nhiều đau khổ do con người tạo nên cho nhau bằng muôn hình vạn trạng. Xin Chúa cho chúng con biết đi trong đường ngay nẻo chính của Chúa để được lãnh nhận sự bình an thật mà Chúa hằng muốn ban cho chúng con. Amen. Vâng, cảm ơn chị Uyển Nguyệt. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình Con Đường Tình Yêu, kính dâng lên Ngài trong tuần này. Xin chúc cho quý vị được nhiều hồng ân của Thiên Chúa luôn trong lòng chúng ta, luôn có hai chữ bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.